mỗi người sinh ra trên đời, theo thời gian, dần dần cũng già đi. Trải nghiệm về cuộc sống cũng nhờ đó mà sâu sắc hơn. Dưới đây là 5 việc khó khăn được mọi người thừa nhận. Với những gì đã có, nhất định phải nâng niu, trân trọng. Với những gì đã bỏ lỡ, khi tái ngộ, hãy nắm bắt cho thật tốt. Thứ nhất, khó duy trì nhất đời người, sức khỏe. Khi còn trẻ, còn sung sức, rất nhiều người chẳng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Thay vào đó, chúng ta mặc sức ăn uống, thậm chí là thức thâu đêm, sinh hoạt bừa bãi, không theo một lịch trình nào, cho rằng sức khỏe là vô tận. Chỉ đến khi bị một cơn bạo bệnh quật ngã, con người chúng ta mới ngộ ra mình đã lãng phí và hủy hoại sức khỏe một cách ngu ngốc. Cũng chỉ đến khi đó, con người mới hiểu ra rằng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đều xếp sau. Sức khỏe là số 1, những thứ khác là số 0. Số 1 không còn, số 0 có nhiều thế nào cũng trở nên vô nghĩa. Sức khỏe không chỉ thuộc về chúng ta mà còn có liên quan mật thiết đến hạnh phúc của cả gia đình. Duy trì sức khỏe tốt không hề dễ dàng, nhưng đây lại là việc cần làm nhất. Bởi chỉ có sức khỏe tốt mới có thể có trách nhiệm đối với bản thân và gia đình. Thứ hai, khó giải thích nhất đời người, hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Có người giải thích rằng khi bạn mệt, có một cái giường để bạn ngủ một giấc thật say. Khi bạn đói, có một bát cơm cho bạn ấm bụng. Khi bạn lạnh, có một lò sưởi để bạn làm ấm cơ thể. Khi bạn bị nắng, có một cái cây để bạn tránh nắng dưới bóng râm. Đó là hạnh phúc. Người đều có thể có được hạnh phúc. Hạnh phúc có muôn hình vạn trạng. Chúng ta không thể giải thích, cũng không thể có một đáp án tiêu chuẩn. Có thể vì xung quanh chúng ta có nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau. Chỉ có điều nhìn quá bình thường mà chúng ta xem nhẹ, không trân trọng mà thôi. Cho đến một ngày mất đi, chúng ta mới biết đó chính là hạnh phúc. Một người biết trân trọng hiện tại, trân trọng sự bình thường, trân trọng những gì đang có, đó nhất định là một người hạnh phúc. Thứ ba, khó sắp xếp xử lý nhất đời người, quan hệ. Quan hệ giữa người với người là thứ khó xử lý nhất, bởi xung quanh chúng ta tồn tại rất nhiều kiểu quan hệ. Ví dụ, quan hệ đồng nghiệp, mẹ chồng, nàng dâu, quan hệ vợ chồng, cha con, bạn bè. Mỗi ngày, chúng ta chạy quanh các mối quan hệ trên, xử lý không khéo một chút sẽ bị dày vò. Rất nhiều người vì xử lý các mối quan hệ không tốt, dẫn đến bạn bè không nhìn mặt nhau, người thân không gặp gỡ nhau, vợ chồng căng thẳng, rạn nứt, khó hàn gắn. Rất nhiều người cảm thấy không hạnh phúc, phần lớn đều là vì xử lý không tốt các mối quan hệ, dẫn đến cảm giác hạnh phúc ngày một hao hụt. Thứ tư, khó làm tốt nhất đời người, tiểu tiết. Trong cuộc sống có rất nhiều tiểu tiết, nhưng chính vì những tiểu tiết không bắt mắt này mà nó có thể bộc lộ ra nhân phẩm của con người, ảnh hưởng đến nhân duyên và thậm chí có thể quyết định đến sự phát triển, đến tương lai. Nhà văn nổi tiếng thế kỷ thứ 19 Oscar Wilde từng nói: có rất nhiều người phẩm đức tốt đẹp như ngư dân, người du mục, người nông dân, người lao động. Cho dù họ chẳng biết gì về nghệ thuật, nhưng nếu họ có thể làm tốt những tiểu tiết, họ cũng là tinh hoa của đất trời. Cái gọi là tiểu tiết ở đây còn có nghĩa là giữ một con tim bình đẳng, nở nụ cười với các thân phận khác nhau. Bất luận là làm việc trong ngành nào, cho dù là người có văn hóa, được giáo dục đầy đủ hay không, chúng ta đều có thể nhìn ra bản chất cơ bản nhất của con người thông qua việc họ có làm tốt từ những tiểu tiết hay không. Bởi tiểu tiết luôn là thứ có thể để lộ ra ánh sáng hoặc mặt tối của nhân tính. Thứ năm, khó thay đổi nhất đời người, thói quen.
Thói quen của một người thường chính là bức tranh thu nhỏ về cá tính của người đó. Một khi trở thành thói quen, muốn thay đổi sẽ rất khó. Khi não bộ của chúng ta đã hình thành một thói quen, chúng ta sẽ không ngừng củng cố nó, làm cho nó ngày càng chắc chân trong chính con người mình. Một khi đã hình thành một thói quen, việc phá bỏ hay thay đổi nó không hề đơn giản. Để sửa đổi hẳn một thói quen chưa tốt, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc hình thành một thói quen tốt và không ngừng nuôi nó lớn mỗi ngày. Có người từng nói, đầu tiên là chúng ta hình thành thói quen tốt, sau đó thói quen tốt sẽ hình thành nên một con người tốt. Một con người cuối cùng có cuộc đời ra sao? Phần lớn được quyết định bởi thói quen mà người đó có. Những thói quen tốt càng nhiều, thói quen xấu tự nhiên sẽ càng ít. Nhân sinh sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.